Dây thìa canh. Trong nhiều năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, số người mắc bệnh tiểu đường gia tăng nhanh chóng và đã trở thành một trong bốn căn bệnh không lây nhiễm đặc trưng của thế kỷ 21. Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh tiểu đường vẫn chưa có thuốc điều trị tận gốc mà chỉ có thể kiểm soát được bệnh. Và nếu không được điều trị cẩn thận, người mắc bệnh tiểu đường có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như suy thận, suy giảm thị lực, mù lòa, bệnh tim, đột quỵ hay là nhiễm trùng. Do đó, việc kiểm soát và cân bằng đường huyết vô cùng quan trọng. Trong dân gian ta từ xưa đã có nhiều bài thuốc chữa bệnh tiểu đường và thành phần chính trong đó là dây thìa canh. Vậy, dây thìa canh có tác dụng gì? Mời mọi người cùng xem video dưới đây nhé! Dây thìa canh là một cây thân gỗ dạng dây leo, dân gian vẫn thường gọi là dây muối, thân non màu xanh, phủ lông mịn, thân già màu nâu, có lỗ vỏ, đường kính lỗ vỏ từ 0,5 đến 1mm. Lá có phiến bầu dục, lá mọc đối, bẻ thân và lá da nhiều có chất mủ màu trắng hơi vàng, hoa nhỏ, màu vàng, cây ra hoa vào tháng 7 và đâm trái vào tháng 8. Cây mọc nhiều ở Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc. Tại Việt Nam, cây mọc hoang ở một số tỉnh miền Trung và miền Bắc. Về dinh dưỡng, thành phần axit zimnemic giúp sản sinh tế bào beta ở tuyến tụy, tăng sản sinh insulin và giúp cơ thể cân bằng đường huyết một cách tự nhiên. Đồng thời, ngăn không cho hấp thụ đường từ ruột vào máu, gây ức chế gan, tân tạo glucose vào máu, giảm đường huyết hiệu quả, hỗ trợ làm giảm cholesterol trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân, giảm lipid trong máu. Ngoài ra, một số thành phần khác có trong dây thìa canh còn mang lại nhiều công dụng khác như chống độc, chủ yếu là độc khi bị rắn cắn, giúp tiêu hóa được dễ dàng hơn, hỗ trợ điều trị tình trạng đau nhức xương khớp, tê bại chân tay, hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm mạch máu, làm mất đi vị ngọt của đường và các vị đắng của thuốc trong một vài giờ. Có thể thấy, dây thìa canh có nhiều công dụng khác nhau, tùy vào từng mục đích mà bạn có thể sử dụng loại thảo dược này theo các cách khác nhau. Để tránh những ảnh hưởng hoặc tác dụng phụ không hay, bạn có thể tham khảo cách sử dụng thìa canh làm thuốc an toàn dưới đây. Cách 1. Trước hết, bạn cần chuẩn bị từ 1 đến 6 gram thìa canh khô. Sau đó, rửa với nước sạch, cho vào nồi đất, đun với khoảng 1 lít nước, đun sôi khoảng 15 phút, rồi dùng nước này để uống. Chú ý nên dùng sau bữa ăn để đạt hiệu quả hạ đường huyết tốt nhất. Ngoài ra, bạn có thể dùng kết hợp cây thìa canh với cây xạ đen để tăng hiệu quả điều trị bệnh. Với những công dụng đó, dây thìa canh được Đại Phú An nghiên cứu và đưa loại thảo dược này vào thành phần trong sản phẩm ăn đường cao Đại Phú An, đặc trị gan, thận, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các biến chứng của bệnh tiểu đường. Với bốn thành phần chính đó là thìa canh, ổi bao tử, khổ qua, giả cổ lam và lá xoài. Sản phẩm có tác dụng hiệu quả dùng cho người mắc bệnh tiểu đường, sinh lý yếu, thận yếu, hạ đường huyết và phòng ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường, tăng cường chức năng giải độc gan thận, tăng cường sinh lực. Trên đây, Đại Phú An đã giới thiệu tới quý vị cây thuốc dây thìa canh và những công dụng trong việc chữa bệnh. Hãy đăng ký kênh, chia sẻ video này để ủng hộ chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị nhiều hướng dẫn sử dụng cây thuốc nam trong việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình nhé.